Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay ngày 26 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp, sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Náo nức không khí đón Tết cổ truyền ở đảo Trường Sa. Bình Thuận, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đốt lò lần đầu thành công. Nóng, hoạt động tội phạm trên biển dịp cận Tết. Đồng Nai, nghề trồng mai ghép cho thu nhập cao. Những ngày này, hòa chung không khí náo nức chờ đón Tết cổ truyền của dân tộc, đón mùa xuân của đất nước và lòng người, quân và dân trên đảo Trường Sa cũng đang náo nức chuẩn bị đón Tết, vui xuân trên đảo, ghi nhận không khí tại thị trấn Trường Sa những ngày cận Tết. Cứ sau 20 tháng Chạp âm lịch, Ban Chỉ huy đảo ở thị trấn Trường Sa lại tổ chức cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân gói bánh chưng. Ấm cúng, thân tình nhưng cũng không kém phần sôi nổi. Ở nơi đảo xa, những hoạt động như thế này đã giúp cho không khí xuân như đang đến thật gần. Ở nơi đảo xa, cán bộ chiến sĩ và nhân dân không thể đi sắm Tết như trong đất liền. Rất nhiều thứ phải gửi từ đất liền ra. Mỗi dịp cuối năm, vùng 4 hải quân đều có chuyến hàng tăng cường hậu cần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân Trường Sa. Trong đó, nhất định không thể thiếu những vật dụng, trang bị, nguyên liệu phục vụ cho quân dân đón Tết. Bàn thờ ông bà tổ tiên thêm nồng hương khói, bữa ăn thêm màu ấm cúng. Đó là sự quan tâm của đất liền, góp phần sẻ chia khích lệ quân dân quyền đảo Trường Sa trong dịp Tết đến xuân về. Xây dựng tất cả các kế hoạch công tác chuẩn bị trước Tết rất là chu đáo, chặt chẽ. Hàng năm thì thường là trước Tết thì chúng tôi được đón các cái đoàn công tác của đất liền ra thăm hỏi, động viên, tặng quà. Đấy, rồi mang cái hơi ấm của đất liền ra để cho quân dân sẵn sàng có một cái tinh thần, cái trạng thái tốt để đón một cái mùa xuân mới. Thế nhưng cái chính chúng tôi phát huy nội lực từ cái việc là xây dựng các cái kế hoạch nó cho cái công tác là chuẩn bị vui Tết đón xuân, nhưng không quên nhiệm vụ nó là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu để sẵn sàng là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong những ngày Tết cho nhân dân nơi đất liền đón được cái Tết vui vẻ. Ngày cuối năm, vợ chồng anh Nguyễn Thành Hưng và chị Lê Thị Trúc Hà đang sửa soạn bàn thờ gia tiên thêm tươm tất. Quê ở huyện Cam Lâm, nhưng đã nhiều năm rồi cả nhà anh Hưng đón Tết ở thị trấn Trường Sa. Bởi đơn giản như anh chia sẻ, Trường Sa đã là quê hương thứ hai của gia đình mình. Mỗi năm đến cái mùa Tết thì các đoàn địa phương ở trong đất liền là hay quan tâm đến đảo, cho nên người dân trên đảo chúng tôi rất là phấn khởi, rất là vui mừng được những món quà qua đây. Tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người trong đất liền đối với biển đảo. Đảo là nhà, biển cả là quê hương. Dù chưa thể đầy đủ như ở đất liền, nhưng với nỗ lực của quân dân huyện đảo, sự quan tâm của hậu phương, tin chắc rằng cái Tết ở Trường Sa sẽ luôn ấm cúng và đủ đầy. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm 2016, người dân Khánh Hòa, đặc biệt là thành phố Nha Trang, liên tiếp hứng chịu những đau thương mất mát cả về người và tài sản do thiên tai và hỏa hoạn. Hàng chục hộ gia đình bỗng chốc trắng tay chỉ sau một đêm, ngay khi Tết đã cận kề. Song với sự tương thân tương ái của đồng bào trong tỉnh và cả nước, cùng với sự quan tâm kịp thời của chính quyền, các cấp, các hộ gia đình bị thiệt hại đã vượt qua nỗi đau, chuẩn bị đón một cái Tết đầy nghĩa tình. Đây là nơi ở mới của 4 trong số 10 hộ sập nhà hoàn toàn trong vụ sạt lở núi ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Dù căn phòng còn khá chật hẹp, song đối với các gia đình bị nạn thì có nơi ăn chốn ở thế này đã là quá tốt. Bởi cách đây một tháng, khi tận mắt chứng kiến toàn bộ nhà cửa tài sản bị đất đá chôn vùi, những con người này chưa biết sẽ sống ra sao khi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Thế nhưng nhờ sự quan tâm kịp thời của các cấp chính quyền và đồng bào cả nước, nỗi lo lắng đã dời đi. Giờ đây các gia đình cũng đã sẵn sàng chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền trong ấm áp tình thân. Đến bây giờ thì là gia đình đã vui vẻ đón Tết, chuẩn bị cái Tết thật là vui vẻ, không phải lo không có nơi ở rồi. Nhưng mà thôi thì cũng là tất cả là nhờ các đoàn thể của ủy ban.
Nhà không còn nữa thì cũng lo lắng và cũng hoang mang và cũng không biết là giờ mình ở đâu, cũng tại vì là không còn cái gì nữa và quần áo cũng không có rồi, mọi thứ cũng đều không có, nhưng mà cũng may mắn là nhờ các cái chính quyền cũng như là các cấp là đã quan tâm và động viên kịp thời, thì là cũng có gạo, có son nồi và các thứ đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Thì bây giờ thì cũng mấy gia đình bị sập nhà cũng tập trung ở đây và cũng chuẩn bị là giống với gạo để gói bánh và chuẩn bị đón Tết. Đặc biệt, để người dân được đón Tết cổ truyền như nhiều gia đình khác, thành phố Nha Trang đã trích ngân sách hỗ trợ tiền thuê nhà và sắm sửa Tết cho 10 hộ dân bị sập nhà trong vụ sạt lở núi ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng và 3 hộ có nhà bị sập do dở kênh thoát lũ đường đệ ở khu tái định cư Hòn Sện. Ngoài ra, thành phố cùng với chính quyền các cấp và các tổ chức cá nhân hảo tâm khắp cả nước đã quyên góp hỗ trợ tiền mặt với số tiền hàng tỷ đồng. Trong đó, gia đình nhận được nhiều nhất khoảng 450 triệu đồng. Không chỉ những hộ dân vùng lũ được chăm lo chu đáo, mà 78 hộ dân bị mất nhà sau vụ cháy ở cùng Nhất Trí đêm 17 tháng 1 vừa qua cũng đã nhanh chóng được bố trí nơi ở tạm khang trang tại ký túc xá trường cao đẳng y tế Khánh Hòa đặt tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Đặc biệt, thành phố đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ trên 10 triệu đồng để ăn Tết và mua sắm một số vật dụng cần thiết. Thiên tai quả hoạn đi qua, dù nỗi đau thương mất mát vẫn còn, song với sự quan tâm của chính quyền các cấp và tinh thần tương thân tương ái của người dân cả nước, những gia đình không may mắn đã có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau, đón một cái Tết ấm áp nghĩa tình và lạc quan tin tưởng vào việc bố trí một nơi ở mới, an cư lạc nghiệp. Gần 6 năm qua, hình ảnh nồi cháo thơm ngon, nóng hổi do các tình nguyện viên của trung tâm thiện nguyện nấu được chính tay các bác sĩ múc trao tận tay những bệnh nhân điều trị ung thư, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã trở nên quen thuộc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Hàng ngày khoảng 16 giờ, tầng 1 của trung tâm ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh nườm nượp người đến xếp hàng lấy cháo. Đây là những suất cháo miễn phí của các tổ chức, trung tâm thiện nguyện và các nhà chùa trong tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh dành tặng các bệnh nhân nghèo. Với mong muốn dơ bớt những nỗi đau đớn về bệnh tật, lo lắng về kinh tế cho người bệnh nghèo, những nồi cháo thơm ngon miễn phí đã được ra đời và duy trì từ năm 2011 đến nay. Mỗi ngày có hơn 200 suất cháo được chuẩn bị và phát cho từng người. Để thay đổi khẩu vị, những nồi cháo nấm, cháo thịt bí đỏ, cháo đậu xanh, cháo sườn được các tình nguyện viên thay đổi luân phiên trong tuần phục vụ mọi người. Tôi thường xuyên là xuống đây lấy cháo của từ thiện của các đoàn thể. Chồng tôi là cũng bị bệnh là được 7 tháng rồi. Về các cái phần quà mà từ thiện của các đoàn thể là chúng tôi có rất là có ý nghĩa và cũng là một cái tinh thần động viên cho các bệnh nhân để chóng lành bệnh khỏi để về ăn Tết. Để tránh tình trạng thiếu cháo hoặc thừa cháo, các bác sĩ khoa dinh dưỡng chủ động phát phiếu cho các bệnh nhân được ưu tiên ở các khoa, ước lượng sao cho vừa dặn số cháo đã nấu. Khi đi lấy cháo, bệnh nhân hoặc người nhà chỉ cần mang theo phiếu sẽ nhận được suất ăn. Bên cạnh những suất cháo miễn phí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh còn phối hợp với các tổ chức tình nguyện, một số nhà chùa phát cơm trưa, cơm chay định kỳ vào một số buổi trong tuần và phát sữa bánh cho bệnh nhân vào một số buổi sáng trong tháng, hỗ trợ bệnh nhân và người nhà. Ngày 25 tháng 1, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân thuộc Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng nhà thầu EPC đã tổ chức đốt lò lần đầu tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thành công. Sự kiện này sớm hơn 2 tuần so với tiến độ được phê duyệt, đánh dấu mốc quan trọng làm cơ sở để tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vận hành thương mại vào cuối năm nay. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với 2 tổ máy là dự án trọng điểm quốc gia, nằm trong quy hoạch tổng sơ đồ điện 7, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có tổng công suất 1.200 MW. Khởi công vào tháng 3 năm 2014, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, dự án là một trong 5 nhà máy nhiệt điện than thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, đặt tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Dự kiến nhà máy sẽ vận hành thương mại vào cuối năm 2017 nhằm đảm bảo lượng nguồn điện cung ứng cho Việt Nam. Những ngày gần đây, nhiều người dân tại Hà Nội khi di chuyển qua các tuyến phố như Trường Chinh, Khuất Duy Tuyến, Quang Trung đã tỏ ra khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của những robot giống người thật đứng cảnh báo tắc đường trên vỉa hè. Tại đường Trường Chinh, nhiều người di chuyển bằng phương tiện hai bánh đã quái trình một nữ robot xinh đẹp đang đứng trên vỉa hè với tấm bảng cảnh báo tắc đường rung lắc liên tục trên tay. Thông tin ghi trên tấm bảng mới được thực hiện một cách thủ công. Được biết, tác giả làm ra những robot cảnh báo tắc đường này là một nhóm nghiên cứu do anh Mai Trọng Dũng, một thạc sĩ chuyên ngành cơ khí điện tử chủ trì.
Trước đó, giám nghiên cứu từng có ý tưởng truyền thông báo cảnh báo tắc đường bằng những tấm biển khổ lớn tại các nút giao thông của thủ đô Hà Nội. Nhưng vì tốn kém và không hiệu quả, nên dự án đã phải hủy. Chính vì vậy, cách đây 2 năm, nhóm tác giả robot cảnh báo tắc đường đã lên ý tưởng sản xuất robot. Được biết, những chú robot này có thể sử dụng vào nhiều mục đích truyền thông khác. Hòa chung không khí Tết Đinh Dậu rộn ràng, nhiều dịch vụ cũng từ đó mà trở nên hút người mua hơn bao giờ hết. Đặc biệt, dịch vụ gói nấu bánh tét, bánh chưng theo yêu cầu phục vụ Tết là một trong những dịch vụ được người mua lựa chọn nhiều nhất. Tại Cần Thơ, các cơ sở đã nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách yêu cầu gói và nấu, giao cho các loại bánh tét, bánh chưng dịp Tết. Đến với những cơ sở như thế này, khách hàng được chủ động chọn các loại nhân hình thức và hương vị. Khách hàng năm nay chủ yếu đặt loại bánh tét thập cẩm hương lá cẩm, đặc sản Cần Thơ để đem biếu. Nhưng bánh thường được yêu cầu làm bằng thịt, mỡ, đậu xanh và trứng muối, hoặc có nhiều khách cũng yêu cầu làm bánh để ăn chay với nhân chuối, nhân đậu xanh. Những ngày cận Tết, mỗi cơ sở phải nấu khoảng 700 đến 800 bánh mới có thể đáp ứng được nhu cầu. Mức giá bán ra là từ 50 đến 100 nghìn tùy theo loại. Ngày nay, do cuộc sống bận rộn nên nhiều gia đình không có thời gian để gói và nấu bánh. Những cơ sở như thế này, phần nào mang lại cho mọi người một mùa xuân trọn vẹn từ những chiếc bánh Tết. Cứ đến độ tháng 1 dương lịch hàng năm, du khách thập phương lại tìm đến với đảo hoa giữa lòng hồ Bá Khoang, xã Bá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để thưởng ngoạn sắc hoa anh đào, một loài hoa đặc trưng của đất nước Nhật Bản đang nở rộ trên mảnh đất Điện Biên lịch sử. Để đến với đảo hoa, du khách mất khoảng 10 đến 20 phút đi xuồng, vừa thưởng ngoạn vẻ đẹp của bên bông sông nước được bao bọc bởi những rừng xanh mướt. Hoa anh đào ở đảo hoa nở sớm hơn ở Nhật Bản khoảng 2 tháng, thường bắt đầu nở vào dịp Tết dương lịch. Nhiều du khách lần đầu đến với đảo hoa đã không khỏi ngỡ ngàng trước sắc đẹp của loài hoa mà xưa nay nghĩ rằng chỉ có ở đất nước Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tôi được đến đảo hoa. Thì tôi là một du khách ở Hà Nội lên đây. Cảm nhận ở đây thật là tuyệt vời. Hoa anh đào bán chuyên trên đảo hoa từ năm 2006. Nơi đây hội tụ nhiều giống hoa quý như lan, ly, mimosa với đủ sắc màu. Nhưng nổi bật hơn cả là hoa anh đào hàng nghìn cây. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, khí hậu và thổ nhưỡng ở đây rất phù hợp để trồng loại hoa này. Tiếp theo là những thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình hoạt động các loại tội phạm, đặc biệt là tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến đường biển, khu vực phía Bắc có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, tội phạm thường lợi dụng triệt để những điều kiện này để gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi và phức tạp. Theo số liệu của vùng Cảnh sát Biển 1, chỉ tính riêng trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm từ ngày 25 tháng 11 năm 2016 đến ngày 9 tháng 1 năm 2017, các đơn vị nghiệp vụ của vùng đã tạm giữ xử lý 10 tàu vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, tịch thu hàng hóa 7 tàu, chủ yếu là tàu buôn lậu than, với 6 tàu trị giá khoảng 11 tỷ đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 1 tàu dầu 35 triệu đồng, tịch thu 35.156 lít dầu DO. Bên cạnh đó, Cảnh sát Biển vùng 1 cũng đã bắt giữ 2 vụ tàng trữ ma túy, bắt 5 đối tượng. Trong năm 2016, Cảnh sát Biển vùng 1 đã tổ chức gần 60 chuyến tuần tra kiểm soát trên biển. Qua đó, xử lý 30 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ 500 triệu đồng, tịch thu trên 25.830 tấn than, trên 106.000 lít dầu cùng nhiều tang vật khác. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, và đặc biệt là vào cái thời điểm cái tháng cuối năm thì cái mật độ tàu thuyền hoạt động ở trên biển lớn hơn so với lại các cái thời điểm khác, và các đối tượng thì lợi dụng núp bóng các cái hoạt động vận tải, vận chuyển hàng hóa để thực hiện cái việc vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển trong nước và vận chuyển ra nước ngoài, vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam cũng diễn ra rất phức tạp. Và tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ thì thường xuyên được đánh giá là điểm nóng về cái tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển. Mức độ nóng và phức tạp nó vẫn thể hiện ở qua các loại mặt hàng, rồi các cái phương thức thủ đoạn và cái cường độ hoạt động của các đối tượng. Ví dụ như chúng tôi xác định năm nay là các đối tượng tập trung vào các mặt hàng khoáng sản, hàng tiêu dùng, thuốc lá điếu, hàng điện tử là cái hoạt động cũng rất manh động. Theo đánh giá của Cảnh sát biển Việt Nam, các đối tượng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại nói chung và buôn bán vận chuyển ma túy nói riêng thường lợi dụng nhu cầu của thị trường tăng cao vào các dịp lễ Tết để tăng cường các hoạt động phạm tội nhằm trục lợi.
hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, người chồng ra lấy xế hộp tông thẳng vào cổng nhà. Người làm đang đứng trên xe máy nhanh chóng vứt xe bỏ chạy. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ tối ngày 25 tháng 1 trên quốc lộ 13, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời gian trên, tại căn nhà buôn bán gốm sứ nằm sát quốc lộ 13, có xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng ông Hùng, ngụ Bình Dương 39 tuổi. Trong lúc cãi vã, quá tức giận vợ, ông Hùng liền chạy đến xế hộp mang biển kiểm soát 61A-22675 đổ bên lề đường, lái xe tông thẳng vào cánh cổng của gia đình. Đúng lúc đó, một nam thanh niên làm công phụ bán hàng đang ngồi trên xe máy. Thấy ông Hùng lao xe về phía mình nên đã nhanh chóng dứt xe bỏ chạy. Ngay sau khi tông mạnh vào cổng và cuốn xe máy vào gầm, ông Hùng tiếp tục lùi xe lại, lao vào cổng bên hông của căn nhà, phía sau cửa hàng thì mới chịu dừng lại. Tại hiện trường, cổng sắt bật tung, nhiều đồ gốm sứ bị bể nát, đầu xe ô tô bị móp méo. Ông Hùng ngay sau đó được mời về công an phường Bình Hòa làm việc. Phần cuối chương trình là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, đời sống của người dân ngày một nâng cao thì nhu cầu chơi mai càng lớn. Với tình yêu và kiến thức trong việc cắt ghép chăm sóc mai, anh An Quang Ngà, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã giúp gia đình có một cuộc sống sung túc. Những ngày này, anh Ngà càng tất bật hơn với việc chăm sóc, tỉa cành, lặt lá mai để giao cho khách hàng. Với anh, chăm sóc mai là sự đam mê. Nếu thời tiết lạnh, mai sẽ ra hoa muộn, còn thời tiết nóng, mai sẽ ra hoa sớm. Nhưng với anh Ngà, thời tiết nào cũng không thành vấn đề. Trong suốt 20 năm làm nghề, anh Ngà chỉ một lần thất bại vào khoảng năm 2001 do thời tiết khắc nghiệt, nên cây mai không cho kết quả như mong muốn. Anh coi đó là một rủi ro nghề nghiệp, rồi tiếp tục bổ sung vốn kinh nghiệm với nghề trồng mai, nuôi dưỡng mai của mình. Tới thời điểm này mà mưa bão vẫn còn diễn ra cho nên cũng khó khăn cho nhà vườn. Nhưng mà riêng đối với tôi thì nó cũng không có nề hà gì trong lĩnh vực này. Bởi vì mình cũng đã có những cái như là kinh nghiệm để mình đối phó với cái thời tiết trong năm nay. Vườn của anh Ngà có trên 15.000 gốc mai lớn nhỏ với diện tích hơn 1 hectare. Do tự gieo trồng và bán trực tiếp nên giá mai khá mềm, chỉ từ 80 đến 500.000 đồng một chậu. Mỗi năm vào tháng 12 âm lịch, các thương lái đến đặt hàng khoảng 3.000 chậu rồi mang đi tiêu thụ ở các tỉnh như Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk. Trừ đi chi phí, một mùa mai Tết gia đình anh thu nhập trên 300 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mà vườn mai của anh còn giải quyết việc làm cho 10 lao động thường xuyên. Vào dịp cận kề Tết, số lao động thời vụ lên đến vài chục người. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Quảng Ngãi đưa gạo lên vùng cao lo Tết cho người nghèo. Quảng Ngãi lập chốt kiểm soát tốc độ xe khách để ngăn ngừa tai nạn dịp Tết. Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt đội đặc nhiệm hướng Nam, quả đấm thép trấn áp tội phạm. Lạng Sơn bắt vụ vận chuyển 88 bánh heroin và hơn 500 viên ma túy tổng hợp.